Chương trình này được bảo trợ bởi Family Joy, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0765. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi tới phần thứ 3 của chương trình bữa nay. Có người gọi vô ha, chờ tí. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Dạ, dạ, cảm ơn bác sĩ. Xin hỏi hai câu hỏi bác sĩ. Dạ. Tôi năm nay 65 tuổi bác sĩ. Dạ. Dạ. Tôi muốn hỏi bác sĩ là hồi nào cái giờ tôi đo máu không bao giờ mà nó tới 120 mấy. Đó. Nhưng tới 100 mấy, 119 không à bác sĩ. Rồi ở dưới là 60 mấy không à. Đó. Nhưng mà không hiểu tại sao lúc này á đo nó cứ 126, 128. Nó không có xuống, nó cứ như vậy đó bác sĩ. Thì câu hỏi chính thức tôi muốn hỏi bác sĩ, có phải là mình có muốn tới cái thời kỳ mà mình bị bệnh áp huyết cao không bác sĩ? Đó. Dạ, dạ, cũng như là nhiều khi tôi nhức đầu với chóng mặt, nó hơi hơi thôi, không có nhiều. Dạ. Cứ như vậy đó. Dạ. Có phải là cái triệu chứng của cao máu không bác sĩ? Nó muốn cao máu, thành thử đo nó cứ như vậy hoài bác sĩ. Có thể. Thứ hai là tôi hay bị, lúc này tôi hay nhức đầu với đau bụng bác sĩ. Mà nó đau nhiều bác sĩ, nó đau rên hoài mà nó không có gì cầu được. Cứ đau ngầm. Cái tôi tức dầu, cái tôi ăn miếng gừng vô thì nó lại hết, nó bớt bác sĩ. Không biết cái triệu chứng là như thế nào ạ? Hai câu hỏi tôi muốn hỏi bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Dạ, quên mất, cô nói là cô 65, ok. Cô không có bị tiểu đường, không có bị cao mỡ, không có uống thuốc gì hết phải không cô? Dạ, chưa uống thuốc gì. Đường thì nó hơi cao một chút, 5.9 đó bác sĩ. À, cao đó nha, ok. Dạ, dạ, năm ngoái thử rồi, năm nay chưa thử. Ok. Bác sĩ gia đình có khám, cô có bác sĩ gia đình phải không? Dạ, dạ, dạ. Ok. Thì về cái áp huyết đó, nếu mà cái số trên mà cái chừng 120 mấy không sao cô? Chưa tới bị cái bệnh cao máu, nếu mà bệnh cao máu là phải hơn 130 cái số trên. Số giữa không, thật ra cũng không quan trọng nhiều, mấy cái người mà ăn mặn đó thì cái số giữa nó sẽ lên. Cái nhịp tim cũng quan trọng, cái nhịp tim nó thường thường nó bao nhiêu cô? Dạ, từ nào tới giờ á, cả bao nhiêu năm nay bác sĩ, tim không bao giờ đập chậm, cứ chậm nhất là 80 mấy, chậm nhất là 85, 86 rồi. Okay. Chậm nhất rồi, còn thường thường á hả là 90. 90 mấy chứ vậy bác sĩ. Ok. Không hiểu tại sao mà nó cao như vậy. Dạ, yeah, ok, để tôi bộ cũng nhiều lắm bác sĩ. Dạ, để tôi trả lời ha. Cái quan trọng nhất đó là bệnh nhân của tôi đó thì tôi cô có cái máy đo áp huyết phải không cô? Dạ, dạ có. Đo ở đây phải không? Đừng có đo ở cái wrist, phải đo ở đây nha. Cái máy đo ở trên này ha. Thì bây giờ cô làm cái này. Cô ghi xuống cho cái người bác sĩ gia đình của cô đó, là cô ghi xuống sáng cô thức dậy, cô đo áp huyết, vừa mới thức dậy là đo liền. Tối trước khi đi ngủ, đo cái áp huyết ghi xuống nguyên tuần 7 ngày. Sau khi đó gọi bác sĩ gia đình, gặp bác sĩ gia đình, đưa cho bác sĩ gia đình coi cái áp huyết của cô sau khi 7 ngày. Lúc đó ông sẽ giải quyết là cần làm cái gì. Ha? Cái đó là cái chuyện đầu tiên. Còn về cái đau bụng đó, thì... nếu mà chưa bao giờ uống thuốc, có thể cô bị cái bệnh HP là cái con vi trùng trong bao tử, thì cái đó bác sĩ gia đình cũng phải thử, có thể là phải gửi qua một cái phòng thí nghiệm để cô thổi với cái máy, cô có bị HP hay không. Hay là có nhiều người bác sĩ họ cho uống thuốc, nếu mà uống thuốc mà thấy nó đỡ đó thì không có làm thêm. Còn nếu mà uống thuốc mà lâu ngày, giống như tôi không thích cho uống thuốc bao tử hơn một tháng. Nếu mà uống thuốc bao tử hơn một tháng thì lúc đó tôi sẽ thử cái HP ha. Thì cái đó cô cũng phải nói chuyện với bác sĩ gia đình ha. Dạ, muốn hỏi bác sĩ là tại muốn hỏi bác sĩ là cái máu như vậy có phải là theo kinh nghiệm bác sĩ là có phải là nó cái người mà cứ đo nó cứ 20 mấy, 120 mấy hoài thì nó có phải là cái triệu chứng mình muốn bị cao máu cho nên cứ như vậy không bác sĩ? Có thể là cô hồi cô trẻ đó cái áp huyết của cô nó rất là tốt. Xong rồi bây giờ nó lớn tuổi thì mấy cái mạch máu nó bắt đầu nó chai, nó cứng, cái tim nó không có mạnh như hồi xưa, cái thận mình nó không mạnh như hồi xưa, thì bây giờ bắt đầu cái áp huyết nó lên cao, thì lúc đó cô, giống như tôi nói, cô phải ghi xuống rằng bác sĩ gia đình biết là cái áp huyết nó cao bao nhiêu tối và sáng, xong rồi lúc đó bác sĩ gia đình sẽ cho uống thuốc nếu cần ha.
Nhưng mà cô đừng có lo quá, tới cái tuổi của cô 65 tuổi mà 120 mấy không có gì nguy hiểm hết cô. Là cô cứ yên tâm ha, cô ghi xuống cho tôi, nhưng mà tôi dặn ha, sáng và tối. Dạ, xong rồi cô đưa cho bác sĩ gia đình ha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, Dạ, cảm ơn chị. dạ, kính chào cô. Hello, cho biết tên, hello. Hello. Dạ, cô tắt cái tivi cho tôi nha. Cô tắt cái tivi. Tại cô tắt cái tivi tại cô nói chuyện có cái tivi nó bị cái echo khó nghe lắm cô. Dạ. Xin chào hai bác sĩ. Dạ, kính chào. Tôi 64 tuổi, tôi Dạ. có câu hỏi về với bác sĩ Gia là Dạ. tự tôi mở cái vi chậm mới mở đó, thành ra tôi không biết bác sĩ có nói vấn đề trước chưa, nhưng mà tôi cứ tới mùa lạnh á, hay là mùa mùa nóng vậy tôi cũng không biết, nhưng mà nó cứ nổi bất chợt lên một cái vùng giống như là nó ngứa xong mình gãi á, thì nó bắt đầu nó giống như nó đen cái vùng đó, mà có khi là tới cả 4 5 tháng sau nó mới từ từ nó tan cái vết đen nó đi đó, thành ra là nó làm cho mình rất là khó chịu, mình cứ cảm tưởng giống như là mình bị mề đay, nhưng mà thật ra tôi biết chắc không phải mề đay, thành ra là nó cứ nổi, rồi cái chỗ nổi ấy, nó làm như nó có mấy cái mục không ở những cái chấm như nhỏ như là tờ rơm sảy vậy, đại khái là vậy, thành ra không biết đó là triệu chứng gì. Và thứ nhất À, là mệt thì mệt đây đó chị. tôi có đi bác sĩ thì họ có cho một cái thuốc gọi là thuốc ngứa thuốc bôi gì để mà cho cái vùng da đó nó dịu á, nhưng mà nó không hết, nó chỉ là tạm thời mình bôi cái ngày đó thì nó dịu dịu chút xíu, rồi ngày sau lại tiếp tục ngứa, lại tiếp tục gãi, lại khá vậy. Dạ, xin bác sĩ giải thích ạ. Dạ. Cho biết là cái vùng ngứa nó ở đâu? Nó thường thường là nó nằm ở trong cái vùng lưng quần hay là trong vùng bụng, ở Bột, rau bột cái đi. chỗ Ok. sau lưng, đại khái là Ok. nó ở ra cái khung khu vùng bụng Ok. khi mình Và thứ hai nữa là nó ngứa bao lâu? Nó ngứa quá 24 tiếng đồng hồ không? không, nó không phải ngứa liên tục, thì có lúc thì nó ngứa nhiều thì mình gãi rồi mình bôi thuốc thì dịu dịu lại chút, rồi Không không, ý tôi tôi muốn hỏi là nó nằm đó trên 24 tiếng đồng hồ hay là nó sẽ biến đi trước 24 tiếng đồng hồ? không, nó vẫn nằm đó, nó cứ Ok. ngứa Thì nó không kinh phải mề kinh vậy đay. đó, chứ À. nó không có biến gì Dạ. hết Mề đay là thường thường 24 tiếng đồng hồ là nó biến đi, nó đi chỗ khác. Nè, chị cô trả trơn. lời cho chị biết là nó không phải mề đay là thường thường nó không có nằm À lâu như dạ. vậy. Thứ hai đó mà nó ngứa mà nó lâu mà chị gãi mà nó thâm đen đó, nó Dạ. là một triệu chứng chàm da rồi. Chàm da thì là cái vùng lưng quần của chị đó, nó da nó nhạy cảm thì nó mùa đông nó khô, thường thường ta bị là bị dưới chân, dưới khuỷu cái khuỷu chân nó bị ngứa, ta cái đưa tay ta gãi hoài. Nhưng mà nhiều người là bị cái lưng quần, tại vì mình mặc quần rồi những cái dây thun nó cà vào cái bụng mình đó, thì nó làm nó cũng bị dị ứng ngứa cái vùng đó. Thành ra mình ở nhà mình nên mặc cái quần nó loose một chút, nó rộng rộng ra một chút, nó đừng có bó vô cái bụng mình quá. Rồi bôi thuốc thì những cái bệnh này phải bôi thuốc cũng nhiều khi có mấy tuần lễ nó mới bớt được, chứ nó không có đi lẹ đâu. Mà mình cứ ngoài bôi thuốc mình phải bôi những cái loại thuốc để cho lotion cho nó khỏi khô đó, vùng đó nhiều khi nó khô quá nó làm cho mình ngứa, thì mình vừa bôi thuốc cortisone steroid vừa bôi thuốc lotion như vậy nó mới bớt ngứa. Chứ ngứa mà gãi hoài nó sẽ thâm đen, cái Dạ. vùng nó bị thâm đen luôn. Dạ, cô chờ một tí nha cô. À, cô chờ một tí. Cô chờ một tí, mình phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại mà bảo trợ cho chương trình này. Xong rồi mình sẽ nói chuyện off air ha. Dạ. Dạ.